Tin nóng nước Mỹ tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2024. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Việt Diêu X1040, Mục tin nước Mỹ. Hôm nay mời cả nhà cùng xem video mới của kênh liên quan đến những tin nóng đáng chú ý nhất của nước Mỹ. Bao gồm bản tin thứ nhất, bang Georgia ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Bản tin thứ hai, bà Harris đã đấu khẩu gay gắt với Burt Bayer trên Fox News. Bản tin thứ ba, chuyện lạ nước Mỹ về một ngôi nhà nổi tiếng của bà Edith Mesfield ở Seattle, bang Washington. Bản tin thứ tư, nhà vệ sinh công cộng đẹp nhất nước Mỹ 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Bản tin thứ nhất, bang Georgia ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Tin nóng nhất cho hay các cử tri ở bang Georgia đã đi bỏ phiếu với số lượng cao kỷ lục khi bang chiến trường này mở cửa bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Tin chi tiết mô tả rằng đã có ít nhất 252.000 cử tri đã bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu sớm ở bang Georgia tính đến 16 giờ ngày 15 tháng 10, theo giờ miền Đông tức 20 giờ theo giờ GMT, cao gấp gần 2 lần so với 136.000 người tham gia vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 quan chức bầu cử số 2 của bang Georgia Gabriel Sterling viết trên mạng xã hội, đây là một tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao ngoạn mục. Mặt khác, tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia, ông Trump đã bày tỏ sự nhiệt tình với việc bỏ phiếu sớm ở bang này. Việc bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc bỏ phiếu qua biêu điện đã ngày càng trở nên phổ biến với các cử tri Mỹ. Theo phòng thí nghiệm bầu cử của Đại học Florida, gần một phần bảy cử tri đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, nhiều thành viên đảng cộng hòa phản đối việc mở rộng đáng kể hình thức bỏ phiếu qua thư trong năm đó cho rằng hình thức này kém an toàn hơn so với việc bỏ phiếu trực tiếp và ông trump đã trích dẫn những tuyên bố sai sự thật về gian lận bỏ phiếu qua thư khi ông tìm cách lật ngược thất bại của mình trước ông joe biden thuộc đảng dân chủ nhưng không thành công nên biết là một số thành viên Đảng Cộng hòa vẫn khăng khăng rằng cử tri chỉ được phép bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử, mặc dù các quan chức của đảng này đang khuyến khích những người ủng hộ bỏ phiếu trước thời hạn, 5,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trong năm nay. Được biết 27 triệu người đã bỏ phiếu vào thời điểm này trong cuộc bầu cử năm 2020 khi cử tri tìm cách tránh các điểm bỏ phiếu đông đúc trong đại dịch COVID-19. Nên biết thêm, ở giống như một số bang khác, bang Georgia đã thắt chặt luật bỏ phiếu qua biêu điện kể từ đó, yêu cầu cử tri muốn bỏ phiếu vắng mặt phải cung cấp bằng chứng về danh tính và hạn chế số lượng, địa điểm họ có thể gửi phiếu bầu. Bang Georgia là một trong bảy bang chiến trường cạnh tranh dự kiến sẽ đóng vai trò quyết định trong việc quyết định kết quả cuộc bầu cử. Vào ngày 15 tháng 10, thẩm phán bang Georgia Robert Marconi đã tạm dừng quy định yêu cầu nhân viên kiểm phiếu phải xác minh tổng số phiếu bầu bằng cách đếm thủ công các lá phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. Thẩm phán Robert McBoney cho biết theo phán quyết hôm 15 tháng 10, việc tạm dừng quy định trên là phù hợp vì nó gây ra sự không chắc chắn mới cho quá trình này. Chỉ vài tuần trước ngày bầu cử, Bản tin thứ hai, bà Harris đã đấu khẩu gay gắt với Bruce Bayer trên Fox News. Tin mới nhất cho hay trong lần phỏng vấn hiếm hoi với Fox News hôm 16 tháng 10, giờ Mỹ, bà Kamala Harris có màn tranh luận dài hơi về vấn đề nhập cư với người dẫn chương trình Bruce Bayer của hãng này. Được biết là ông Bruce Bayer mở đầu cuộc phỏng vấn bằng cách hỏi bà Kamala Harris rằng bao nhiêu người nhập cư đã vượt biên giới phía Nam trong thời gian chính quyền Tổng thống Joe Biden cầm quyền, trong khi bà Harris đang dẫn nhập rằng vấn đề nhập cư là chủ đề mà mọi người muốn thảo luận một cách chính đáng. Ông Bayer chen ngang và tự trả lời câu hỏi của chính mình bằng cách đưa ra con số khoảng 6 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía Nam ông Bayer sau đó chất vấn bà harris về quyết định của chính quyền biden xoay quanh việc chấm dứt chính sách thời cựu tổng thống donald trump buộc những người nộp đơn xin tị nạn phải ở lại mexico để chờ kết quả phán định tại tòa án di trú mỹ tuy nhiên bà harris đã lưu ý rằng dự luật đầu tiên mà tổng thống biden đưa ra sau khi tuyên thệ nhậm chức là dự luật di trú ông Bayer đáp lại rằng dự luật này chưa bao giờ được đưa ra bỏ phiếu mặc dù đảng dân chủ kiểm soát hạ viện và thượng viện ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi đã nhận ra nhập cư là vấn đề mà người dân mỹ muốn tập trung vào và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giải quyết vấn đề này bà Harris nói, chỉ ra các đề xuất của Nhà Trắng nhằm tăng cường nguồn lực tại biên giới, tăng cường hình phạt đối với hành vi vượt biên trái phép và giải quyết các điểm nhập cảnh. Bà Harris tiếp tục chỉ trích cựu Tổng thống Trump vì đã phản đối một đề xuất an ninh biên giới lưỡng đảng vào đầu năm nay. Phó Tổng thống nói rằng đối thủ của bà thích dựa vào các vấn đề để tranh cử chứ không muốn giải quyết chúng. Ông Bayer sau đó dẫn ra các trường hợp của Rachel Nungaray, Laken Riley và Rachel Morin, những phụ nữ trẻ được cho là đã bị giết hại bởi một số người đàn ông nhập cảnh bất hợp pháp. Bà có nợ những gia đình đó một lời xin lỗi không? Ông Bayer hỏi. Đó đều là những thảm cảnh đáng tiếc, rõ ràng rồi tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà gia đình của những nạn nhân đó đã trải qua vì sự mất mát không đáng có bà harris nói vì vậy thiếu dự luật An ninh biên giới thực sự được thông qua cách đây 9 tháng thì chúng ta sẽ có nhiều nhân viên biên giới hơn ở biên giới trong 9 tháng, nhiều sự hỗ trợ hơn cho những người đang làm việc suốt ngày đêm để cố gắng giữ mọi thứ lại với nhau nhằm đảm bảo rằng không có trường hợp đau lòng nào xảy ra trong tương lai. Bà Harris nhấn mạnh Cuộc bầu cử trong 20 ngày nữa sẽ quyết định liệu nước Mỹ sẽ có một tổng thống thực sự quan tâm nhiều hơn đến việc giải quyết vấn đề ngay cả khi điều đó không có lợi cho họ về mặt chính trị hay không, phó tổng thống nói thêm. Nên biết thêm là trong quá trình tranh cử, ông Trump đã tập trung vào vấn đề nhập cư và đã cam kết sẽ tiến hành trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp nếu ông đắc cử. Ông Trump cũng từng úp mở về việc sẽ gỡ bỏ các chương trình bảo vệ đối với một số nhóm nhất định, chẳng hạn như người nhập cư gốc Haiti. Bản tin thứ ba, chuyện lạ nước Mỹ về một ngôi nhà nổi tiếng của bà Edith Mesfield ở Seattle, bang Washington. Hình ảnh trên video là về ngôi nhà nổi tiếng của bà Edith Mayfield ở Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ. Khi bà Mayfield mới mua ngôi nhà này, vào khoảng năm 1950 thì con đường đó chỉ là con đường quê hẻo lánh. Nhưng nửa thế kỷ sau thì nó đã trở thành khu trung tâm phố thị đông đúc và một công ty thầu đã mua lại nguyên một khúc đường để xây khu đô thị và thương xá cao 5 tầng. Tất cả những hàng xóm của bà Mesfield đều vui lòng bán nhà và dọn đi, nhưng bà thì nhất định không chịu đi. Thậm chí khi chủ đầu tư ra giá 1 triệu đô, căn nhà chỉ đáng giá khoảng 300.000 đô la Mỹ thì bà vẫn nhất định không chịu bán. Bà nói bà già rồi, sống ở đó cả đời rồi, bà lại không có con cháu nên bà không muốn đi đâu hết. Sau nhiều tháng ra giá và thuyết phục bà không được, Công ty thầu đành sửa lại dự án của mình, xây vòng quanh nhà bà, như hình bên dưới. Chính quyền địa phương đương nhiên là không làm khó gì bà, càng không bao giờ nhận tiền hối lộ của chủ đầu tư để cho cảnh sát đến cưỡng chế khiêng bà đi, như ở một số nước. Thái độ kiên quyết bảo vệ quyền làm chủ của mình của bà Mansfield đã khiến cho người dân Mỹ cảm phục, họ gọi bà là anh hùng nhân dân, folk hero và nói rằng đây chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhân quyền và quyền công dân của nước Mỹ. Hãng phim Disney đã làm một bộ phim dựa trên câu chuyện của bà, mang tên Up có nghĩa là lên, nói đến việc các tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm xung quanh một bà già nhưng bà vẫn không vì đó mà phải chịu áp lực. Mãi đến khi bà mất ở tuổi 83 vì bệnh ung thư thì căn nhà mới được dỡ đi. Bởi trước khi qua đời, bà Mesfield đã viết giấy để hiến tặng lại căn nhà cho ông chủ đầu tư của khu đô thị để cảm ơn ông đã đối xử với bà rất tốt. Bà đã viết trong di chúc Mặc dù việc bà nhất định không chịu bán nhà dọn đi đã gây cho ông rất nhiều phiền toái và cả thiệt hại về kinh tế, nhưng ông luôn đối xử với bà nhẹ nhàng và tôn trọng. Thậm chí sau khi thương xá đã xây xong, ông vẫn cho người thường xuyên sang giúp bà dọn vườn, quét sân, quét vôi lại mặt tiền nhà, cũng là để giữ cho bộ mặt thẩm mỹ chung của cả khu phố. Bản tin thứ tư, nhà vệ sinh công cộng đẹp nhất nước Mỹ 2024. Tin mới nhất cho biết, nhà vệ sinh nằm tại trạm cung cấp xăng dầu và thực phẩm Maverick gần sân bay quốc tế Salt Lake City được trao giải tốt nhất nước Mỹ năm 2024. Quán quân America Best Restroom lần thứ 23 được nhiều du khách và người dân chấm điểm cao nhất về các yếu tố sạch sẽ, sáng tạo, đồ đạc luôn sáng bóng, mới và trang trí đẹp nhất nước Mỹ. Giải thưởng thường niên được trao bởi công ty vệ sinh quốc gia Centers. Đơn vị chiến thắng sẽ nhận được 2.500 đô la Mỹ. Cuộc thi bắt đầu mở bình chọn từ 8 tháng 4 và đóng bình chọn vào 16/8. Những nhà vệ sinh từng vào top 10 các năm trước sẽ không được tham gia tranh giải hầu hết mọi người đều coi việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng là một trải nghiệm tầm thường. Nhưng Sintus cho rằng đó nên là trải nghiệm đáng nhớ và nhà vệ sinh công cộng rất quan trọng với du khách. Cách một doanh nghiệp duy trì và giữ gìn cơ sở vật chất của họ sạch đến đâu phản ánh chất lượng dịch vụ của họ dành cho khách hàng. Đó là một trong những lý do giải thưởng vinh danh các nhà vệ sinh công cộng trên khắp nước Mỹ ra đời. Được biết rằng giải thưởng không chỉ thu hút nhiều người tham gia bỏ phiếu mà chính các điểm đến đạt giải hoặc nằm trong top 10 hàng năm cũng trở thành địa điểm để du khách ghé thăm. Chủ một thủy cung tại Mỹ, nơi từng vào danh sách những nhà vệ sinh đẹp nhất nước, cho biết khách không chỉ đến thủy cung tăng mà số lượng du khách đổ đến xem nhà vệ sinh của họ cũng tăng lên nên biết thêm là chín nhà vệ sinh còn lại trong top 10 năm nay gồm nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi Hop Shop, thành phố Florence, Kentucky có gạch ốp lát hợp thời trang, hộp đựng xà phòng màu xanh lá cây và quả cầu disco quay. Nhà vệ sinh ở Indiana Cavern, hang động dài nhất bang Indiana và là một điểm du lịch hút khách, mạo hiểm, được đánh giá rộng rãi, thiết kế tiện dụng, sạch sẽ nhà vệ sinh ở vườn thú và thủy cung kansas city thành phố kansas bang missouri điểm đến này có nhà vệ sinh có ghế ngồi cho trẻ mới biết đi và khu vực thay tã cho trẻ sơ sinh nhà vệ sinh ở lambeau field thành phố green bay bang wisconsin Hiếm nhà vệ sinh nào tại các điểm thể thao đông đúc lại sạch sẽ, nhưng điểm đến này lại cho kết quả ngược lại vì được thiết kế để phục vụ lượng lớn khách cũng như nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ. Nhà vệ sinh tại Met, một nhà hàng mang phong cách ẩm thực Tây Ban Nha ở thành phố Houston, bang Texas. Nhà vệ sinh ở Maximilian Motorsport xưởng sửa chữa ô tô hàng đầu ở thành phố Chehalis, bang Washington. Trung tâm du khách tại công viên Natchez Trace, thành phố Wilderville, bang Tennessee, được đánh giá thiết kế chu đáo, tăng khả năng tiếp cận với mọi người và có khu vực thay đồ. Nhà vệ sinh tại nhà hàng Morning Glory, thành phố San Diego, bang California có gương từ sàn đến trần và đèn chiếu sáng màu hồng tùy chỉnh treo trên trần, nhà. Theron Restroom, những nhà vệ sinh di động ở thành phố Brentwood, bang Maryland khiến người sử dụng hài lòng và quên đi nỗi ám ảnh về những nhà vệ sinh di động, thiếu sáng, chật trội và đầy mùi. Nơi này mang đến cho khách các trải nghiệm hiện đại khi sử dụng nhờ áp dụng công nghệ cao trong thiết kế. Quán Quân 2023 là nhà vệ sinh nằm tại sân bay quốc tế Baltimore-Washington Thua Gút nằm tại bang Maryland. Video tới đây xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và luôn ủng hộ các video hấp dẫn của kênh này. Hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp của kênh. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người.